chính phủ Lào đã xây hai cái đập lớn. Thế mà bây giờ Việt Nam và Lào lại xây cái này, thì tuy nhiên tự anh tước mất cái quyền của mình để mà bảo vệ sông Mekong sau này. Thế nếu mà chưa có ý kiến quốc hội thì rõ ràng đây là vi phạm pháp luật. Không nên làm và không thể làm được. Tôi quyết liệt phản đối cái chuyện góp vốn làm cái thủy điện này. Nước sông đồng bằng sông Cửu Long đã cạn kiệt, nay lại xây thêm tiếp một cái nữa, mà trong đó nó có vai trò là tham gia vốn của phía Việt Nam, thì nó mâu thuẫn với lại chính Việt Nam cũng lo trong các cuộc họp của Ủy ban sông Mekong quốc tế và các khuyến nghị của các nhà khoa học và những cái tai họa và những thiên tai gần đây ở đồng bằng sông Cửu Long những năm gần đây, tức là gần 10 năm trở lại đây, là đồng bằng sông Cửu Long không còn mùa lũ về. Chính phía Việt Nam lo như thế như lại góp vốn, thì tôi thấy nó đây là một sự rất mâu thuẫn trong chính sách. Bản thân chính sách phát triển năng lượng của Việt Nam là cũng hướng tới là không phát triển thủy điện mà chuyển sang năng lượng sạch. Ở đây chính sách ở trong nước cũng như thế, mà chính sách ngoài nước cũng như thế, thì bây giờ lại rất mâu thuẫn là anh lại đem ra góp một khoản vốn, nếu như thế tương đương khoảng độ 1/1 tỷ đô để xây dựng cái đập thủy điện Lung Pha Bang, thì nó là bản thân trong chính sách của anh là chính sách với phát triển kinh tế hợp tác với nước ngoài, và chính sách trong nước cũng đã mâu thuẫn với cả chính sách trong nước, mâu thuẫn cả chính sách của ta đối với nước ngoài bảo vệ cái nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững của sông Mekong. Nên là tôi thấy cái này nó mình không thể hiểu được là những nhà làm chính sách bây giờ hiện nay họ nghĩ gì. Do cái công ty PV Power, công ty con của tập đoàn dầu khí Việt Nam tham gia công dự án này, thì cái này dư luận có nhiều cái băn khoăn, bởi vì cái đập thủy điện ở đây đó là nó có 3 vấn đề phải xem xét. Một là rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiếng nói Việt Nam sau này. Việt Nam đã có ý kiến đối với Trung Quốc, đối với Lào, đối với Campuchia trong vấn đề để xây dựng quá nhiều đập. Thế mà bây giờ Việt Nam và Lào lại xây cái này, thì tuy nhiên tự anh tước mất cái quyền của mình để mà bảo vệ sông Mekong sau này. Tất nhiên ở đây thì cũng có ý kiến nói rằng là Việt Nam không xây thì Trung Quốc cũng sẽ nhảy vào xây. Thì tôi cho rằng cái lập luận này nó không chặt, bởi vì Việt Nam phải có cái đấu tranh, còn anh xây mà thêm một cái đập như thế này nữa thì nó sẽ rất tai hại và nó tạo được cái tiền lệ nguy hiểm, tức là các nước khác, cái thứ hai nó cũng sẽ làm mà anh không nói gì được. Cái thứ ba đó là đối với trong nước ấy, thì anh tham gia một cái khoản đầu tư lớn thế này là phải có cái ý kiến của quốc hội, tức là phải có cái sự chấp thuận của quốc hội, chứ không phải chỉ có các công ty ra tham gia khác như thế được. Nhưng ở đây nó có vừa vấn đề đối ngoại đối nội là đều có phải nhìn lại. Việt Nam phải ý thức được cái tác hại của những cái đập nước thượng nguồn, mà cái này thì Việt Nam ý thức quá. Có điều là trong thực tiễn giữa cái vấn đề ý thức bảo vệ cái sự phát triển bền vững, bảo vệ cái môi trường với lại cái hoạt động của doanh nghiệp với các cái lợi nhuận của doanh nghiệp thì có thể nó có những cái xung đột. Thì ở chỗ này đó là phải có cái thống nhất, và đặc biệt với vai trò là chủ tịch ASEAN, với cái vai trò là trong đấu tranh ngoại giao đó, thì Việt Nam phải làm thế nào mà nhấn mạnh hơn nữa cái nội dung của sông Mekong trong các cái cuộc gặp cấp cao hàng năm, một năm là có 2 lần mà năm nay là tổ chức ở ta, và phải nhấn mạnh cho được cái nguy cơ của những cái quả bom nước nó đe dọa cả 5 quốc gia ở hạ nguồn, và Việt Nam không một phút nào được phép quên cái tiến độ suy thoái của dòng sông, và nhiều cái nhánh sông của nó đang tàn phá cái sức khỏe nền kinh tế của Việt và môi trường của Việt Nam. Địa bàn này là liên quan đến cái mưu sinh của khoảng 20 triệu nông dân và ngư dân. Nói về câu chuyện đầu tư ra nước ngoài thì luật pháp của chúng ta cũng đã có tương đối là rõ là những cái đầu tư ra nước ngoài ở một cái mức vốn như thế nào, đúng không, thì phải được cái sự phê chuẩn chuẩn y của quốc hội. Trong cái trường hợp mà vừa rồi mà PV Power đó, lại tham gia vào xây dựng cái đập thủy điện ở trên Lào, ở Lung Pha Bang ấy, và với cái mức độ là tham gia góp vốn là tương đối lớn, tới 40% trên cái giá trị công trình ở thời điểm 2007 đấy, là khoảng 2 tỷ đấy. Thì 2 tỷ đô la Mỹ, thì như vậy là cái nguồn vốn mà đưa ra nước ngoài để đầu tư, trước hết về mặt thủ tục về đầu tư ra nước ngoài, theo tôi chắc chắn là phía chính phủ, thủ tướng phải trình
xin ý kiến Quốc hội về cái việc này. Nhưng rất tiếc rằng là cái câu chuyện này, cái câu chuyện đầu tư sang thủy điện Luang Prabang của PV Power đấy, nó mới chỉ bộc lộ trên phương tiện thông tin đại chúng gần đây thôi. Khi mà đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đấy rơi vào một cái thảm cảnh, tôi phải tạm gọi là cái thảm cảnh, là nước mùa khô này là hầu như cạn kiệt ở các con kênh rạch, và cái độ xâm nhập, mức độ xâm nhập mặn từ ngoài biển vào sâu tới trong đất liền tới cả 100 cây số thì rất là nguy hiểm. Chúng ta biết đây là cái vựa lúa của đất nước, đây là một cái nguồn tài nguyên mà nơi sinh sống của hàng chục triệu người nông dân. Thế thì bây giờ có cái chuyện này rồi, lúc đấy mới bắt đầu là với bộc lộ ra là có cái đầu tư dẫn nước ngoài như thế. Thế thì cái thứ nhất là về mặt luật pháp, theo tôi nếu mà đúng như vậy đó thì rõ ràng rằng là đây là một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đó. Cái thứ hai nữa là đấy là ta nói về thủ tục pháp lý. Cái thứ hai nữa, cái công trình ở Luang Prabang là một công trình có thể nói nó không phải chỉ vấn đề là đối với chúng ta đấy, nó không phải chỉ vấn đề là bỏ vốn vào đấy để mà lấy lời. Không biết rằng các nhà đầu tư của bên của phía chính phủ như PPL Power đấy, họ có tính được cái lợi nhuận mà khả năng họ thu về so với cái thiệt hại về vì đã làm cho nguồn nước cạn kiệt ở đồng bằng sông Cửu Long xảy ra mức độ, cái con tính ấy, cái bài toán đó, bài toán đó như thế nào, lợi nhiều hay là hại nhiều hơn về mặt kinh tế, mà không những về mặt kinh tế cả về mặt xã hội. Cái thiệt hại đồng bằng sông Cửu Long là cái thiệt hại rất lớn, đúng không, về mặt kinh tế, về mặt xã hội rất là lớn. Vậy thì một cái công trình như vậy đấy, lý do gì mà Việt Nam tham gia mà lại tham gia theo cái cách là Quốc hội không được biết ý kiến, và để góp phần để xảy ra một cái hậu quả mà hiện nay nó đang diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cái câu chuyện có thể nói là rất lớn, mà có lẽ là theo tôi Quốc hội cần phải có một cái yêu cầu giải trình về việc này rõ ràng hơn, và một cách nào đó để tìm cách để mà khắc phục. Bởi vì chúng ta biết rằng là trong quan hệ hợp tác với Lào nó tương đối đặc biệt. Có người nói là nếu mà chúng ta không tham gia thì người khác họ bỏ tiền vào. Tôi nghĩ là nói thế là cũng không có trách nhiệm lắm. Chúng ta không tham gia nhưng chúng ta phải khuyến khích tìm cái hướng hợp tác với Lào để làm sao đó phía bạn Lào đó người ta cũng sẽ không có làm những cái đập lớn để gây ảnh hưởng đến cái số lượng nước, cái nguồn nước mà xuống hạ nguồn chảy ra Biển Đông. Có nhiều cái biện pháp có thể hợp tác kinh tế để mà bạn cũng có hưởng lợi và chúng ta cũng có thể là an toàn về mặt môi trường, năng lượng cũng như về vấn đề môi trường sinh thái, đặc biệt là cái nguồn tài nguyên nước không bị mất đi. Chúng ta có thủ tục quy định về đầu tư ra nước ngoài, mà bất cứ nhà đầu tư là nhà nước hay tư nhân khi đã mang nguồn vốn ở Việt Nam đi thì phải có một quy trình của pháp luật phê chuẩn thì mới đi được. Thế ở đây thì tôi không biết là quy trình phê chuẩn như thế này là ở mức nào, nhưng mà rõ ràng là với mức là vốn từ nguồn của ngân sách như vậy thì phải xin phép Quốc hội. Thế nếu mà Quốc hội chưa phê chuẩn mà cứ làm thì như vậy là phạm pháp. Kể cả nếu chính phủ mà để cho tập đoàn dầu khí hoặc là ký đồng ý cho tập đoàn dầu khí làm thì chính phủ cũng đang vi phạm quy định pháp luật. Thì tôi hiểu là cái dự án Luang Prabang đã được cam kết từ cách đây cũng phải đến cả chục năm rồi. Thế và trì hoãn một số năm thì bây giờ mới làm. Thế mà Việt Nam với tư cách là một thành viên trong Ủy hội sông Mekong thì cũng đã từng góp ý với Lào về việc là không nên làm một số đập thủy điện. Chúng ta trước đây đã góp ý với bạn một số trường hợp. Thế nhưng mà có trường hợp thì Lào chấp nhận, có trường hợp thì Lào không chấp nhận và Lào cứ làm. Thế khi mà Lào cứ làm thì thông thường là các dự án đó nó lại rơi vào tay Trung Quốc để người Trung Quốc làm. Và như vậy thì đối với Việt Nam dường như nó càng trở nên khó kiểm soát hơn vì nó cộng với những đập thủy điện của Trung Quốc ở phía đầu nguồn nữa. Thế cho nên là lần này thì đấy cũng là một lập luận để cho một số người ủng hộ làm thủy điện Luang Prabang là nếu Việt Nam không làm thì Trung Quốc sẽ làm. Và như vậy thì Việt Nam sẽ mất đi cái phần chủ động của mình.
Nhưng mà tôi nghĩ là không thể trả giá cho cái sự chủ động bằng cách đó được. Không thể mà tự mình bỏ tiền ra để mà gây hại cho đến cả mấy chục triệu người dân của mình, cho cả một nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam như thế được. Nên tôi cho là điều này là hết sức cần phải cân nhắc lại và phải tiếp tục cùng với các nước khác trong Ủy hội sông Mekong cũng như các nước khác trên thế giới mà quan tâm đến cái sự phát triển lành mạnh về môi trường, quan tâm đến số phận của con sông Mekong, cùng nhau lên tiếng và cản trở Lào, khuyên Lào là không nên làm thủy điện này. Bởi vì Lào cũng bản thân họ cũng cần phải tính đến những tác hại. Tôi nghĩ đấy là vấn đề, chứ còn không phải là Việt Nam không thấy vấn đề về thủy điện. Tôi nghĩ cái được thì rất ít. Được thì có, nếu có được thì chỉ có cái tập đoàn đó, họ đi là họ được. Nhưng họ được bằng tiền vốn của nhà nước, vốn ngân sách cũng là vốn tiền thuế của các doanh nghiệp khác, của người dân đóng góp vào. Trong đó có một phần của tập đoàn điện nữa là đóng góp vào. Chứ không phải là tiền đầu tư của chính bản thân họ, nhưng họ lại là người, nếu như dự án đó có lời thì họ sẽ được hưởng. Nếu họ là gần như là cái người hưởng thụ lớn nhất. Thế còn thì thiệt hại thì như tôi đã nói đấy, nó sẽ là trước hết là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam với số phận của 18 triệu người, số phận của nền nông nghiệp Việt Nam, chứ không phải nông nghiệp của riêng đồng bằng sông Cửu Long không thôi. Nền nông nghiệp Việt Nam vừa nuôi sống 100 triệu dân, vừa là một nền nông nghiệp mà có khả năng xuất khẩu rất mạnh. Việt Nam được tổ chức nông lương của thế giới FAO đấy, đánh giá là một trong 15 nước có tiềm năng về lâu dài hạn, về lâu dài phát triển nông nghiệp một cách có hiệu quả. Thế chúng ta đang cố gắng làm theo hướng đó, nhưng mà nếu như làm đập thủy điện này nó tác hại đến vùng đồng bằng ấy, thì tất cả cái mà viễn cảnh là Việt Nam có thể trở thành một trong 15 nền nông nghiệp lớn nhất sẽ không còn nữa. Và Việt Nam có thể là từ chỗ là nước đang xuất khẩu lương thực, xuất khẩu rất nhiều nông sản ra bên ngoài, thì lại quay trở lại như thời bao cấp trước đây, trở thành một nước phải đi nhập về thì mới đủ nuôi được gần 100 triệu dân của mình. Thì tôi thấy đấy nó là cái thiệt hại không thể nào tính hết được, mà chắc chắn là riêng cái con số đơn giản như tôi vừa nói thôi, nó đã thấy là lớn hơn cả 100 lần so với lợi ích mà có thể đạt được từ cái việc đầu tư vào nhà máy thủy điện này. Và lại nói chung là đầu tư vào nhà máy thủy điện nói vậy thôi, chứ thu hồi vốn lâu lắm. Và bây giờ chắc gì Lào đã bán được thủy điện nhiều. Tại vì Thái Lan họ cũng đang tuyên bố họ xem lại và họ không định mua điện của Lào nữa. Ngay lúc mà Lào làm dự án Long Prabang này cũng có kỳ vọng là bán điện cho Thái Lan, nhưng sau đó thì Thái Lan đã lên tiếng là nói rõ là họ chủ trương họ không mua điện từ nhà máy thủy điện này nữa đâu. Và họ sẽ giảm đi cái việc mua thủy điện từ Lào. Thay vì đó thì họ khuyến khích là Lào làm các nguồn điện khác như điện mặt trời, điện gió, thì họ sẽ sẵn sàng mua từ những năng lượng tái tạo đó, chứ không phải là từ thủy điện. Có lẽ Thái Lan cũng là nước họ nhận thức rất rõ về cái tác hại đối với dòng sông Mekong nói chung, mà Thái Lan là một nước có dòng sông đó chảy qua. Thì dù là Lào ở phía dưới, nhưng Lào làm thì cũng tác động đến Thái Lan. Những cái mặt tiêu cực nó cũng sẽ rất lớn, cho nên là vì lợi ích của người dân Thái Lan ở những vùng ven sông Mekong mà họ không ủng hộ cái dự án này. Thế tôi nghĩ là như vậy, với tình hình như vậy thì ngay cả cái triển vọng quyền lợi đạt được cho Việt Nam và cho Lào là hai bên đầu tư vào dự án này cũng là một dấu hỏi rất lớn. Chứ chưa nói là có được hay không, nhưng hại thì đã rất rõ. Hại thì rất rõ. Cho nên tôi nghĩ là đối với Việt Nam tuyệt đối không nên làm. Một khía cạnh khác nữa của việc không nên làm thủy điện này là chúng ta trước sau đã bao nhiêu lần lên tiếng về việc là phải bảo vệ con sông Mekong, với trách nhiệm con sông đó là của chung. Và như vậy là các nước đầu nguồn phải quan tâm tới số phận của các nước cuối nguồn, chứ không được quyền ích kỷ của mình là vì nó chảy xuất phát từ Trung Quốc, mà Trung Quốc có quyền làm bất cứ cái gì để mà lấy hết cả nguồn nước, lợi ích của nguồn nước sông Mekong cho họ, hay là các nước tiếp theo mà làm các dự án khác chỉ mang lại lợi ích cho họ mà gây hại cho các nước phía dưới. Thì chúng ta bao nhiêu lần lên tiếng như thế rồi, thế bây giờ lại chính mình tham gia vào một việc như vậy, thì sau này mình còn có thể lên tiếng với ai đây? Mình làm sao nói được nữa? Tiếng nói của mình làm gì có còn trọng lượng được nữa khi chính mình lại tham gia vào việc phá con sông Mekong bằng cách là cùng với Lào làm thủy điện Long Prabang này. Để tôi điểm lại nhé, những cái dự án đầu tư ra nước ngoài ấy, mà Quốc hội không biết nó nhiều lắm. Ví dụ như là đầu tư hợp tác kinh doanh khai thác dầu khí với Venezuela là Quốc hội không biết. Một số hợp tác dự án đầu tư điện ở dự án khai thác dầu khí với lại Myanmar
tôi cũng có thể cả khẳng định là Quốc hội không biết. Nhưng rất nhiều dự án của Việt Nam đầu tư sang Lào là Quốc hội không biết. Có những dự án như là khai thác mỏ muối, mỏ sắt ở Khăm Muộn, thế rồi sân bay xây dựng sân bay quốc tế Atopu với những khoản đầu tư rất khổng lồ mà hiện nay là không hiệu quả, mất vốn, tôi khẳng định là mất vốn. Các tập đoàn nhà nước như thế rằng là họ rất vô trách nhiệm với đất nước, những khoản tiền coi như vứt đi, tiền của thuế của dân, ngân sách nhà nước vứt đi vào những dự án nhiều vô kể. Bản thân mình rất lo âu lo lắng để chống hạn, chống ngập mặn, chống biến đổi khí hậu ở cả nước, nhưng là trong đó thì đồng bằng sông Cửu Long là nơi cung cấp lương thực, bảo đảm lương thực cho cả nước và xuất khẩu, thì lại đi tiếp tay cho cái chuyện làm cho mất bản thân nó đang hạn rồi, bây giờ tiếp tay cho việc làm hạn tiếp.